笑也令人聚散，纵使不能会面，始终也是朋友。Tôi Châu, lại làm biếng hả? Ây da, làm tôi hết hồn đó. Giọng nói của anh giống như sát thủ vậy. Ê, trốn qua đây lại làm biếng nữa hả? Quét mấy chục năm rồi, anh không chán sao? Ê, không phải anh không biết chứ. Tôi sắp được thả rồi, dù sao cũng phải quét luôn ngày hôm nay. Ê, cũng may tôi vô sau anh 2 tuần lễ thôi. Ờ nè, ra tù có dự tính gì không? Chuyện thứ nhất là phải đi uống gà. Lâu quá rồi không ăn há cảo xíu mại. Còn nữa, qua Ma Cao kêu dạy cô gái Liên Xô. Gái Liên Xô hả? Uầy, nhớ để dành tôi 2 cô trẻ đẹp nha. Không thành vấn đề. Dẫn đuôi, bữa nay anh ra tù. Đây là đồ đạc lúc mà anh vô đây. Và tiền lương mười mấy năm của anh. Anh coi lại có đúng hay không đây. Nếu như đúng thì ký nhận đi. Dạ được rồi, thưa sếp. Ừ, sao đây? Đồng hồ chết máy rồi hả? Thời gian không còn bao lâu nữa. Trở ra có tính toán gì không đây? Tôi vô đây mười mấy năm rồi, bây giờ năm mươi mấy tuổi, còn tính được gì nữa chứ? Nghe nói bên ngoài có cả đám nhóc con đang chờ anh ra đó. Tôi biết, cái đám quỷ đó, tụi nó muốn làm gì thì làm, không lẽ tôi trở ra còn cầm dao đi chém lộn? Con của tôi đã cưới vợ rồi, ly trà cô dâu còn chưa uống được, cháu nội cũng đã 4 tuổi, tôi thiệt rất mong sao được trở ra để dẫn nó đi học. Tôi sợ anh người trong giang hồ không thể tự chủ thôi. Tôi vô đây bấy lâu nay, tôi không có rõ được hoàn cảnh ở bên ngoài. Tôi cũng không hy vọng gặp được anh ở chỗ này nữa. Tôi hy vọng như vậy, cảm ơn sếp. Đại ca, chuyện gì đây, bộ ngon lắm hả? Đường này của mấy người hay sao? Dạ ca, quay làm sao đi? À, được rồi. Ủa, này, dám chứ đây cả tao hả mày? Rồi, này, chạy ra. Xin lỗi nha, xin lỗi. Được rồi. Đại ca. Đại ca, gặp lại anh em rất cảm động. Cảm động quá đại ca. Con kêu lớn quá, con chuẩn bị bắt. Hả? Không có được, đừng có kêu lớn quá. Dạ. Dạ, để em giới thiệu nha. Thằng này là thằng PC nè. Thằng này là em rồi đó. Còn thằng này là thằng Long hả? Thằng này là thằng tóc bạc. Còn thằng này là thằng tóc đỏ. Thằng này theo tóc đỏ lâu rồi. Còn thằng ốm nhôm này theo em đó. Này, cái đại ca đi. Được. Lão đại à, hai cái thằng này theo em đó. Nếu nó cũng kêu là lão đại thì đâu có được bảnh. Có cách xưng hô nào ngon hơn không vậy? Nói cái gì cái gì? Được. Kêu cái gì cũng được, không thành vấn đề đâu. Đại gì chứ, tại sao đại 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 ca của tao? Điều cà đi, mấy người này điều cà đi. Đi mà. Thằng Siêu, thằng Nhân, thằng Mập đâu? Tụi nó đang làm gì? Hả? Thằng Siêu, thằng Nhân, thằng Mập ở đâu? Thằng Siêu lúc trước chém lộn bị người ta chém chết rồi. Còn thằng Nhân thì thê thảm nữa. Nó đi chém người ta với thằng Siêu, nhưng mà ngược lại bị người ta chém. Bây giờ nằm ở trong bệnh viện. Còn thằng Mập thì tốt, thằng Mập cưới vợ rồi, vợ của nó còn đang mang bầu nữa. Thật ra không ngờ tao vào tù tụi bay chia 5 x 7 liền à. Cái gì? Chia 5 x 7 đó. Ồ, năm thơ hả, em còn nhớ. Em nhớ qua con có nở 100 ngày, luôn một bước là trời cao biển rộng. Đại ca à, không phải vậy đâu. Lão đại nói khi ảnh vô tù thì đã chia 5 x 7. Chia 5 x 7 không phải là tứ hồn ngũ hải sao? Ơi, thêm vô. Sau này nói xong 2 câu này thì phải nói thêm một câu chia 5 x 7. Lắng nghe coi. Chia 5 x 7. Đúng rồi. Mình đi đi nha. Đại ca yên tâm đi, bây giờ băng của mình nhiều người lắm đó. Vậy à? Đúng. Có bao nhiêu? Vậy có bao nhiêu? Hả? Bao nhiêu người à? Có khoảng 500-600 người đó. Wow, nhiều dữ vậy à? Đúng, tụi nó đứa nào đứa nấy cũng muốn gặp mặt anh. Đang chờ anh ở trong nhà hàng. Vậy thôi tụi mình đi uống trà đi. Cái gì? Mình đi uống trà.
À phải, đi, đi, đi. Đại ca, em muốn nói chuyện với anh. Em rất cảm kích anh. Xin anh nhờ hồng phước của anh, nhờ thực lực của anh cộng thêm thực lực của em nữa mới nhận được bao nhiêu em út đây nè. Coi đám nhóc bây giờ ngon lành không? Tao muốn. Đại ca, thôi, mình đi nha. Mình kêu taxi tới nhà hàng để uống trà, hả? Cái gì? Lúc nãy mày nói về. Đón taxi tới nhà hàng. Ngồi taxi mà mày khùng rồi sao? Phía trước có trạm xe bus nữa. Mình đi đại ca. Thôi đi. Tụi bé có thể đi xe không? Dạ có. Đừng có phiền phức quá mà. Anh dặn cái chữ Vinh viết sao đây hả? Tránh ra đi, anh dạy cho nó viết. Là viết như vậy nè, biết chưa? Hé mập, bé rùa. Hả? Cái gì? Thằng Huy đâu? Ai biết chứ, mày tự đi chém đi. Không thấy sao, ở đây gái có hai con kìa. Để tao điện thoại cho nó hả? Đấy, kêu đi, kêu đi. Mày tính tiền đó nha. Đừng đi. Mày lo học viết chữ của mày đi. Tính tiền đó. Quay đề để tao dạy cho nó cho. Alo. Alo, tao là thân đầu đi. Bây giờ mày còn ngủ hả? Hôm nay lão đại ra tù đang về tối đó nha. Hả? Cái gì? Sao mày không chờ ngày mai hay báo với tao? Quy à, sao sáng nay dậy sớm vậy? Đi gặp con thấy đâu con. Vậy? Hả? À, xin việc làm. Chết, chết cha rồi. Lão đại. Dạ, chào. Lên đỉnh quá à. Gì? Lên đỉnh quá đi. Gì? Ai, tao nói với mày nữa chắc tao hụt hơi luôn à. Kêu lão đại đi. À, dạ, lão đại. Lão đại. Lão đại, em là thắng đầu nè. Tóc của em có đẹp không? Đẹp lắm á. Lão đại, em là Quái Long Châu. À, em kêu B Dưa Hấu. À, được. Quá, mười mấy năm rồi tôi chưa bao giờ thấy những động vật như thế này. Đại ca, ngồi đi. À, xem à. Ai có ăn học giỏi quá vậy hả? Là ai viết đó? Hả? Cái thằng thang đầu không biết chữ ngồi bên kia viết kìa. Vậy? Thang đầu đó. Đại ca, lão đại, uống trà đi. Ngoan. Lão đại, kêu đồ ăn đi. Tao thấy cũng hơi đói bụng, kêu điểm tâm đi. Anh nói cái gì? Tao nói hơi đói bụng, kêu điểm tâm. Bây giờ mấy giờ rồi? Bây giờ là 2 giờ 15 phút. Đại ca, 15 phút sau hãy kêu. 15 phút sau điểm tâm hạ giá. Bây giờ kêu thì mỗi dĩa 9 đồng, 15 phút sau kêu mỗi dĩa có 6 đồng thôi à. Dĩa lớn dĩa nhỏ cũng như vậy thôi. Bây giờ kinh tế không tốt mà. Anh coi người ta đang chờ tới giờ để kêu đồ ăn kìa. Đúng à, rình rang thiệt à. Dạ đúng đó, đại ca ở trên giang hồ bấy lâu nay có tiếng là khôn lanh mà. Mày nói cái gì? Khôn lanh và gân đó. Mày nói tao hả? Đương nhiên tao khôn lên. Vì vào tên của lão đại còn thêm thực lực của tao nữa, sao mà không gân được? Quy, Quy à, quay. Lão đại à, cái này mời anh. Tên của em là Quy. Ngoan, cảm ơn nha. Bưng qua thêm đi. Tao mời lão đại đó. Gì? Gì? Đừng có ồn, hai đứa đều ngoan. Lão đại à, anh ăn gì nữa? Em bưng qua cho anh. Đường ngỗng. Vậy được. Nè, rót thêm nước đi mày. Dạ. Ăn đi. Lâu nay em bị nhốt ở trộn. Hay là tối nay em dẫn đi chơi cho vui vẻ nha. Em có mấy cái sân đó. Tao không có vũ trường rất là hết sảy đó đại ca. Tao cũng thèm lâu lắm rồi. Hay là mình tính tiền đi nha. Đi. Bỏ đi hết rồi. Dạ. Cảm ơn 2.220 đồng. Xin lỗi. Chờ một lát nha. Sẽ mà đưa cái túi công dân qua giùm tao. Hả? Đưa cái túi công dân qua đây. Ờ. Thì không ngờ một bữa ăn mà ăn hết tiền của tôi dành dụm 15 năm nay rồi. Còn không đủ nữa chứ. Sẽ mà, tao không đủ tiền. Cảm ơn. Đừng có sao mà. Lão đại à, mình là người lớn, không thể không có tiền dằn túi được đâu. Sẽ mà, chỉ có mày đối với tao tốt nhất. Wow, đại ca hết sảy rồi nha. Hết sảy đó nha.
Thường tới đây lắm hả? Sao không gặp cô vậy? Ê, lâu quá không gặp cô lạ lắm thì sao? Kỳ cục quá. Dạ, dạ, dạ. Ôi, để anh dạy cho nha. Làm gì dở vậy? Hay quá. Quỷ cái nữa. Mày muốn quỷ cái với tao hả? Đồ đê tiện, mày làm gì đây? Muốn đánh lộn có phải không? Mày mới là đồ đê tiện đó, đồ con quỷ cái. Quỷ cái, mày nói là con quỷ cái chết đi. Chết đi, 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 tối nay nó cho anh ngủ phải không hả? Anh chỉ ngủ với em thôi, vậy được chưa? Đại ca, được chứ? Không có phải gần vậy không? Sao lâu vậy? Đừng có ồn, coi chừng nhìn tao đi. Chơi thì đừng có nói chuyện, nói chuyện thì đừng có chơi. Chơi thì đừng có ăn hát gạo xíu mại, chân gà sườn heo, xa xíu báo, có phải vậy không? Tháng đầu mày nói nhiều quá, qua đi. Quá bệnh, có phải mày cho tao chơi con đàn của mày không? Được, chơi cho mày hai đấm. Được. Quá đẹp. Ok, anh mặc kệ tao nói đi, làm tao làm cho rồi. Ê, quay, 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 làm gì, quay, quay, quay. Làm gì, quay. Ây da, quay, tới bây giờ, quay, ây da. Quay, thức dậy. Làm gì đây còn sớm mà. Tần chết bầm, đái cũng không chịu kêu tao. Được rồi, đái đi, thằng ngố. Quê, nè, đái cái mày. Đái cái mày. Nè, thôi má đi nha. À, con ngoan nha biết không? Đừng có đòi đi theo má ha. Bye bye nha, bye bye ha. Nhớ ngoan nha. Ngoan đó, bye bye. Bye bye. Hi. Hi. Bye bye. Quỳ à, mới dậy tới hả? Hồi tối cháu đi đâu cả đêm vậy? Quỳ à, bà có nấu cháo, ăn miếng cháo rồi ngủ. Quỳ à, hôm qua cháu đi xin việc làm có được không? Xin việc? Không được. Quỳ à, cháu gần 18 tuổi rồi, không chịu đi học cũng phải kiếm việc đàng hoàng để đi làm mới được. Được rồi. Những người giàu ở Hồng Kông không phải ai cũng ăn học đầy đủ, nhưng chuyện cần nhất là phải đi làm. Nè, cháu ra ngoài đi chơi cũng cần tiền, cần nhất phải có việc làm, có đúng không? Được rồi. Vậy cháu muốn làm gì? Cô đi ngủ. Cháu ăn hết chân cháu đã. Cháu không đói. Hồi nãy tôi đặt 20 đồng rồi mà. Đâu có biết mày đặt hồi nào mày. Anh à, mấy hôm trước tôi mua hai cái đĩa VCD, nhưng mà về coi không được, đổi lại có được không? Có phải mua ở đây không? Phải, hai hôm trước mua ở đây mà. Tôi còn nhớ mặt cái anh nhỏ này. Ê, đừng muốn nói gì thì nói nha. Hai ngày trước tôi đâu có mở tiệm, phải không Bi? Đúng, không mở tiệm, tôi mua ở đây thiệt mà. Mày nói vậy, nghĩa là nói gì của tao coi không được. Nếu để người ta nghe, đâu có ai tới mua nữa. Đúng. Có phải máy của mày bị hư không hả? Mày có biết cái dùng này ai coi không? Đừng có giỡn mặt nha. Cút ngay, cút ngay. Cút đi mày, cút đi mày, cút đi mày, cút đi, cút đi, cút đi. Cút đứa mày. Cút đi. Cút mày. Tôi lấy hai cái đĩa lại có được không? Nè. Cảm ơn. Thiệt muốn tình coi chừng nó chân mày. Ê, hình ảnh hoài lắm đó. Hoài thiệt. Ôm gì chứ, không biết tự lượng sức của mình. Bộ tôm má của mày hả? Mày nói gì đây hả? Mày nói gì đây hả? Chết mày mày nè. Chết mày nè. Chết đi mày. 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 Chết đ
đánh nè. Đánh đi. Nó gây sự trước tôi à. Vậy nó muốn chơi trước. Nó muốn chơi hả? Muốn chơi lắm hả? Có phải thích đánh lộn không? Phải. Cái tụi ấy có chân tiệm á, không trả lời nữa. Làm vậy khách đi hết rồi còn gì làm ăn được hả? Có phải là thích đánh lộn không? Dạ phải. Được rồi, tối nay tụi bay sẽ đánh lộn, đánh một trận cho đã đời đi. Hay quá, chừng nào mới đánh đi ca? Đại ca, chừng nào mới đánh đi đại ca? Lát nữa mà có chuyện gì tao điện thoại cho tụi bay. Nè, cấp, qua đây, bước qua đây. Kéo qua đây. Mày giỡn thì qua đây. Nè, qua đây, bước qua đây. Qua đây. Ê, tao sợ mày sao? Qua đây, bước qua. Đại ca mày đâu? Đại ca của tao đã tới rồi. Chê, chưa có tới giờ mà, đại ca mày tới sớm thôi. Đúng. Tụi nó nói như vậy. Nó nói tụi mình tới sớm đó. Đại ca của mày là cái thái gì? Quê dẫn đi, qua đây. Mày muốn chơi với tao hả? Muốn chơi kiếm chỗ đi. Địch ta không phân. Mặc kệ tụi nó. Tụi bay đừng có tưởng chơi vui lắm nha. Cầm đồ nghề cho chắc, đừng có làm rớt. Mày làm rớt chưa tới phiên tụi tao đâu. Cái gì? Mày có liệu hồn á. Liệu hồn đó mày. Chuẩn bị. Tới đây. Tới đây. Muốn về. Ê, có phải đại ca gọi không? Mau lên. Alo. Má à, có chuyện gì vậy? Không à. Được rồi, con biết rồi. Lát nữa rảnh rồi nói đi mà. Đừng có làm phiền con. Má gọi kìa, tới giờ bú sữa. Mâm. Mâm con mẹ mày. Nói gì? Đang cười này đó. Muốn gì? Nói gì? Muốn gì? Đại ca. Anh lại thắng nữa rồi. Đùi rắn. Lão đại làm gì vậy? Anh và anh bạn học 15 năm rồi. Hả? Là bạn học 15 năm rồi. 15 năm? Hả? Như vậy trình độ của anh tức là gì khóa? Tao và anh hả? Ở tù chung 15 năm đó. Vậy? Ở tù chung 15 năm. Nè, rắn đùi. Bây giờ đừng nói gì hết. Kiều đám nhóc tự kiếm tiết mục đi. Anh còn hai đứa mình cùng nhau tâm sự nha. Được. Anh thử gái Liên Xô chưa? Cái đêm tôi mãn tù, bọn nhỏ đã cho tôi thử rồi. Mấy con đàm ở thành Trung Quốc có thử qua chưa? Chưa. Vậy mình đi thử nha. Có thiệt không? Lão đại, có phải anh nói là thành Trung Quốc không vậy? Phải. Đi dùng đi nha. Được. Ê, có đem được nghe theo con gì? Đương nhiên có. Bộ tưởng giỡn hay sao vậy? Chứ, hoàn cảnh vậy làm sao mà đánh được. Chỉ đếm đầu người thôi. Đem đồ nghề theo sẽ bị cảnh sát xét đó. Ấy, nó cũng có lý lắm. Đương nhiên. Vậy thì cầm cái cây này để làm gì? Thêm nặng tay thôi. Bỏ đi cho rồi. Ây da à. Chết mẹ. Cái thằng khốn nạn nào đập tao vậy? Chém nó. Lên. Chém nó. Chém nó. Chết đi. Nói là đi thành Trung Quốc nữa. Bây giờ điện thoại không có ai nghe hết. Nè, có phải là chết hay không nè? Đại ca, ở dưới mở trận rồi kìa. Gì? Ở dưới mở trận rồi. Gì? Để tao đi đái được. Chết đi. Nằm đi, 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 nằ
Quay, nè mẹ, nè mẹ. Chạy xe đi, chạy xe đi. Nè mẹ, nè mẹ, nè mẹ. Chạy mày, tiếp lộn hả mày? Nè mẹ, nè mẹ. Nè mẹ. Chết đi nè, chết đi nè. Chết đi, chết đi, chết mẹ mày đi. Chết đi. Chết mày, chết mày. Chết mày. Mày tên là gì hả? Bây giờ cảnh sát lấy thú cương. Mày bao nhiêu tuổi ở đâu? Bây giờ tao hỏi mày một lần nữa, mày tên gì, bao nhiêu tuổi ở đâu? Đây là cảnh sát lấy thú cương đó. Trần Tử Long 17 tuổi, tại nhà số 25 đường Bán Đinh Đức Khang, làng Đức Hậu. Sao đây nhóc con dám làm không dám nhận hả? Gì? 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 Cái gì? Ngồi xuống đi, đừng có ồn. Tôi là Trương Gia Quy, năm nay 17 tuổi, nhà số 3, lầu 2, đường Đại Thanh, Hoàng Sa. Bây giờ đang nghỉ học, không có việc làm, tức là bị thất nghiệp đó. Gia cảnh thì ba chết, má bỏ nhà đi. Nhóc con, lanh miệng quá ha, muốn giỡn mặt hả? Sếp à, những gì sếp hỏi tôi đã nói hết rồi mà. Tôi hợp tác vậy còn giỡn cái gì nữa? Tôi cũng là xã hội đen, tôi vô còn sớm hơn nó đó. Hơ, có cần tới kêu mày là sư huynh không? Kêu đi, tao dừng sức nhận mày mà. Có biết tự nhận thành viên của xã hội đen là phạm pháp hay không? Không phải tự nhận, sự thật là vậy mà. Hai người theo đại ca kiếm ăn thì thôi đi, còn bắt chước người ta chém lộn nữa thì không biết chết là cái gì. Trương Gia Quy, có người đến bảo lãnh mày. Wow, có coi thân tình hay không? Cái này gọi là thân tình đó. Tao về trước nha. Sếp à, kêu ly trà sữa cho nó đi, tôi trả tiền. Từ từ ngồi chơi ha. Về thì về đi, còn nhiều chuyện. Ây da, con đâu có vừa gặp thằng con là đánh nó chứ. Bây giờ còn giỏi lắm sao? Vô xã hội đen đi chém lộn, chừng nào chém luôn má. Đúng là mắc dịch mà. Đừng đem phiền phức tới cho má có được không? Thấy phiền thì đừng tới. Bà dạy con thế nào đây? Tôi tưởng bà không biết dạy con thôi, bây giờ cả đứa cháu cũng không biết dạy. Không biết lúc trước bà dạy học sinh kiểu nào. Tôi thực sự không hiểu, kiếp trước tôi nợ nhà họ Trương cái gì? Con bà thì bỏ đi theo gái, bây giờ bà với nó lại gây phiền phức cho tôi. Các người muốn sao đây? Tha cho tôi đi có được không? Bà lên tiếng cái gì? Bà có tư cách hả? Ta không có tư cách, ta là má của mày đó. Má 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 của mẹ gì? Sao bà bỏ đi theo trai? Tại ba của mày bỏ theo gái trước thôi. Mày có nghĩ tới tao hay không? Nhưng mà lấy ba tôi đâu có thể bỏ theo trai vậy. Là bà đã hại chết ba tôi. Ta không có hại chết ổng, là tại ông mê gái mê rượu nên mới bị xe đụng. Hai người đừng có gây nữa, là tôi không tốt. Tôi không dạy con tôi, tôi không dạy cháu tôi. Nội à, mắc mới gì nội? Còn bà đi mau đi. Mau đi theo thằng kép của bà đi. Nội à, mình đi về. Đừng có sợ, tao sợ là không được vô đó. Cái gì? Tối nay gặp hả? Đương nhiên là được. Nhưng mà tao không có tiền. Gì? Xin bả hả? Thôi đi, mày chi trước đi. Mày là nhóc của tao mà. Gì mà gọi lẹ múc à? Không nói với mày nữa, tao có thịt gà ăn rồi, đã thiệt. Sao hả? Ăn cơm rồi đi nữa à? Đâu phải lần đầu tiên. Ai, vụ án của cháu sắp ra tòa rồi. Tụi anh em của cháu có nói gì không hả? Đại ca của cháu nói là chơi dù cháu có vô tù, cũng có anh em ở trong coi chừng cháu mà. Coi chừng? Cháu còn trẻ mà đâu có án lưu. Sau này ra tù làm sao kiếm việc làm? Họ nuôi cháu suốt đời à? Con gà này thiệt ngon. Quỳ à, không biết canh gà ngon không vậy? Xin hỏi anh Rắn Đùi ngồi bàn nào? Ồ, ở bàn bên kia. Xin hỏi có phải anh Rắn Đùi không? Dạ phải, xin hỏi bà chuyện gì? Thằng Quy nó kêu anh là Lão Đại hả? À bà Hai à, bà ngồi xuống đi. Bà uống gì không hả? Cảm ơn nhiều. Có chuyện gì vậy? Thằng Quy nó theo anh, nó kêu anh là Lão Đại. Đêm hôm đó nó đi chém lộn với đám anh em của anh. Ai ngờ thằng Quy nó đánh người ta bị thương. Bây giờ chờ ngày lên tòa, tôi muốn vạn xin anh giúp giùm cho nó. Bà Hai à, tôi không phải là luật sư, cái chuyện lên tòa tôi không có giúp nó được đâu.
Anh coi như bà già này xin anh đi. Anh không giúp nó còn ai giúp được nó đây? Tôi chỉ có đứa cháu này thôi, không lẽ tôi nhìn nó vô tù sao? Bà Hai à, nó bị bắt tại trận, là cảnh sát thưa nó, tôi thiệt giúp nó không được. Anh em hồng môn của anh rất có nghĩa khí, có phước cùng hưởng, có họa cùng mang mà. Đêm đó có bao nhiêu người đánh lộn, tại sao chỉ bắt con mình thằng Huy vậy chứ? Bao nhiêu người đánh lộn có thể kiếm người khác gánh giùm tội cho thằng Huy mà. Cùng lắm là tiền nuôi gia đình tôi cũng tìm cách đi gom với các anh. Ây da, vấn đề không phải tiền nuôi gia đình. Chuyện không phải nói như vậy đâu bà Hai à. Bà kêu tôi kiếm người gánh tội cho nó, vậy nghĩa là bà kêu tôi không nói nghĩa khí. Bà Hai à, nếu tiền bạc có vấn đề á, thì tôi sẽ lập tức đi mượn tiền để giúp bà. Nếu lỡ như nó thật sự vào trong tù ngồi một thời gian, cùng lắm là tôi báo cho người bên trong biết, kêu họ coi chừng nó. Tôi không phải hỏi anh mượn tiền, tôi chỉ muốn anh giúp thằng Huy, đừng có để cho nó vô tù. Thôi đi bà Hai à, tụi nhỏ bây giờ nói nó không nghe, cho tụi nó đụng độ vài tháng nó mới nên thân được. Đụng cái dáng này thì quá lớn đi. Anh làm đại ca của người ta kiểu nào? Anh Huy, anh không sao chứ? Có gì không? Đâu có gì. Anh ngồi từ nãy tới giờ mà không lên tiếng, đang nghĩ cái gì đó? Anh nói đi. Nghĩ tới em. Thiệt hả? Đương nhiên. Ngày mai anh ra tòa em lo cho anh quá đi. Lo gì? Số của anh phước lớn lắm, đừng có lo không gì đâu. Chị, nếu thật sự anh bị vô tù, em có bỏ anh không? Bỏ? Anh thử bỏ em coi, em sẽ thiến anh đó. Cáo thứ nhất Trương Gia Huy, bị cáo thứ nhì Trần Tử Long có tội tự xưng là hội viên xã hội đen và đánh người ta bị thương, tội trạng thành lập. Bởi vì hai người chưa đủ 18 tuổi, bổn tòa bây giờ xử hai người vào sở giáo dục 1 năm. Anh Huy, anh Huy, nội sẽ vô thăm con, nhớ nha. Đáng chờ đó, nội sẽ vô thăm. Anh Quy, em sẽ chờ anh mà. Quy à, nội sẽ vô thăm con đó. Quy à, ráng chờ nha, nội sẽ vô thăm con. Anh Quy. Tất cả ngồi xuống đây. Hãy cởi đồ ra hết đi. Xét người. Ê, mày khóc cái gì? Biết khóc thì đừng phạm pháp vào đây. Tự Gia Huy vào đây. Cúi xuống.
Đứng lên. Ngồi xuống. Nè huynh đệ, là Hồng Hân đây. Đừng cắt ngắn quá có được không hả? Quỳ, đã nói Hồng Hân rồi đó mà. Ai là Hồng Hân? Mày không muốn hớt tóc phải không? Sếp à, tôi vừa mới hớt thôi, đã ngắn lắm rồi. Mỗi buổi sáng phải xếp mình như vậy đó, nghe chưa? Có nghe rõ không? Yes sir. Hai người vô trống trước đi. Ngồi đi. Xin lỗi nha, nếu bây giờ không chơi ICQ thì không biết đám thanh niên đang chơi cái gì. Hai người có chơi không vậy? Hey, không có chơi ICQ hả? Thanh niên không chơi ICQ cũng còn nhiều trò chơi lắm. Tôi là nhân viên phúc lợi của hai người, tôi họ Hoàng. Theo lệ phải kêu tôi là sếp Hoàng mới đúng. À nè, hai người ai có bối cảnh xã hội đen? Ok ok, trên căn bản ở đây không nói xã hội đen đâu. Nếu như ở trong này có người tự xưng xã hội đen hăm dọa hay là hiếp đáp hai người thì phải cho tôi biết. Nhưng mà tôi nghĩ cho dù có thì hai người cũng không nói đâu. Hả? Các người bên ngoài chuyện gì cũng phải thanh toán cho xong phải không? Nội trong một năm, tạm thời không cho đại ca các người coi chừng các người nữa. Tạm thời chánh quyền đặc khu Hồng Kông, tạm thời làm lão đại của hai người. Không những coi chừng hai người mà còn lo ăn ngủ cho hai người nữa. Nếu như có vấn đề gì hay là cần thiết gì, cứ việc kiếm tôi. Kiếm ông được hả? Cũng chưa biết. Anh chưa kiếm mà. Nhưng mà nếu anh không kiếm thì tôi không giúp anh được. À nè, tôi nhắc nhở hai người coi như là quà gặp mặt đó. Bạn học của hai người chia ba tổ: trắng, đỏ, xanh. Các người mới vào thì thẻ trắng. Nếu như gặp bạn học thẻ đỏ thì phải nhẫn nhịn nhường nhịn nha. Tôi nói vô lâu lắm rồi hả? Không phải, cao hơn hai người một bậc thôi. Nhưng mà chưa tới thẻ xanh để ra tù, cho nên hung dữ lắm. Vậy còn thẻ xanh? Sắp được ra tù còn không làm con cù hay sao? Sợ dán thêm tù nữa mà. Đi đi đi. Nhà khám này của các người mỗi đêm trước 7 giờ rưỡi mới trở về nhà khám. 10 giờ rưỡi nó tắt đèn, tất cả đều phải đi ngủ. Hiểu chưa? Cô hiểu chưa? Yes sir. Lên giường đi. Ta kêu là Quy, Hồng Hân đó. Mày nói cái gì? Chưa kêu tới mày mà. Thẻ trắng. Chuyện gì? Vô trống. Đây, chuyện gì đây? Đại ca, đại ca, đại ca. Anh Trường. Mày kêu là Quy hả? Phải. Còn mày? Trương Kiện Tân. Kêu Tân được rồi. Vậy con mày? Nói tên Long. Biết nhau hả? Phải. Anh Trường cũng là số 8 đó. Làm gì? Quay, cũng làm gì? Làm gì? Làm gì? Tao kêu là Trường. Cái khám này là do tao coi. Tao mặc kệ bên ngoài Hồng Hưng hay Đại Thắng. Mày vô đây là tân binh thẻ trắng. Tất cả mọi việc do tao quyết định. Chuyện của tụi bay là chuyện của công. Giày phải không? Đôi giày mới của mày nè, cầm đi. Cầm đi. Sao đây? Không phục hả? Là nói đó.
Quỳ nè, làm gì đây? Mày muốn làm gì đây? Mày không phục hả? Tao đập mày bể đầu đó. Quỳ, bỏ đi. Mày cũng thông minh thiệt ha. Cởi áo ra, cởi quần ra, luôn cả hai cái quần lót, cởi luôn, cởi ra, cởi đi, cởi đi, cởi đi, cởi ra, cởi ra, cởi ra, cởi ra, có cái gì để hết lại, cởi ra, mau. Cởi quần luôn. Đừng cởi. Cái gì cũng có thể đưa cho mày, nhưng cái quần nhất định không cởi. Anh Trường à, anh Trường, em cởi hết rồi. Cái gì dùng được lấy hết cho tao đi. Mày hay thiệt. Từ từ tao thanh toán với mày. Anh Hiếu à, các em học sinh, bây giờ là 6:30, mau thức dậy xếp mình chiếu lại cho gọn ghẽ. Đại ca, thức dậy, thức dậy, thức dậy. Cởi áo. Mày đã vô đây bao lâu? Dạ đã 2 tuần rồi. 2 tuần mà không biết xếp mình hả? Cấm không được ăn sáng, tự động xếp lại chừng nào được mới thôi. Yes sir. Hai đứa bay vào lớp sơ cấp, chúng nữa thay đồ xong lập tức vào lớp. Yes sir. Giải tán. Đại ca, đại ca, đại ca, đại ca, đại ca. Cầm đi. Con biết giờ này. Đúng rồi. Nó tới rồi kìa. Ê, bà nội. À, Quỳ à, ở trong này con cực khổ lắm hả? Cực khổ, 10 giờ tắt đèn đi ngủ rồi. Trước kia ở đâu ngủ sớm như vậy chứ? Trước kia 4-5 giờ mới ngủ, bây giờ như vậy làm sao ngủ được hả? Đúng vậy. Quỳ à, nội có đem bánh tay và sách hình mà cháu thích coi dù cho cháu, nhưng mà họ lấy hết rồi. Nội à, được rồi, còn hơn là không. Em có nhớ anh không vậy? Quỳ à, đương nhiên là nhớ, ngày nằm cũng nhớ chứ anh. Không có anh ở nhà em thì buồn muốn chết luôn. Anh cần cái gì lần sau đem tới cho anh. Anh cầm cô đầu, có phải làm vô đây với anh không? Anh cầm vô với anh chịu không? Sao hả? Mày có nói sao đồ của mình ra không? Ở trong có ai coi chừng mày không vậy? Coi con khỉ gì? Tao với thằng Long ở chung khám đó. Nếu có chuyện gì, tụi tao cũng hội chung mà.
Đúng, nó đánh giỏi lắm đó. Quỳ à, cháu ở trong này đừng có sành sự nữa mà. Nghe lời anh xếp đi. Được rồi, được rồi. Tụi con biết tùy hoàn cảnh mà, yên tâm đi, không sao đâu. Mày cũng đừng lo. Nói tóm lại thì phải nhịn thì được rồi. Đừng có nói chuyện này nữa. Rảnh rỗi viết vài chữ cho anh đỡ buồn nha. Em biết rồi. Viết thơ sao cù lần quá vậy? Mắc mới gì tới anh? Tuy là anh không biết chữ nhưng mà tôi sẽ không thương hại tới anh đâu. Có thiệt không đây? Tao lên tiếng mà mày nói quê hả? Mày theo tao kiểu gì? Có phải anh em không vậy? Em nhất định sẽ viết thơ cho anh. Ừ. Quỳ à, má cháu muốn tới thăm cháu đó, đăng ký tên cho nó đi. Được rồi. Anh xem sao hả? Anh hả? Bây giờ anh... Quỳ à, Quỳ. Có phải nội nói chuyện với con thêm vài câu cũng không được? Không phải đâu nội. Được rồi Quỳ, hết giờ thăm nuôi rồi. Quỳ à, em không muốn anh mà. Em muốn ở lại với anh. Nè thằng đầu à, coi chừng Chi Chi tao nha nè. Chi Chi à, nhớ gửi thơ cho anh đó. Nhớ kỹ nha bà nội à. Quỳ à, nhớ bảo trọng cho khỏe nhân con. Nhớ nha. Quỳ à, nhớ bảo trọng nha. Sao kéo tôi đi sớm vậy? Lần sau vô thăm đợi nói tiếp đi mà. Left, right, left. Left, right, left. Left, right, left. Left, right, left. Tay phải nắm lại. Nắm cho chặt đi. Chuẩn bị. Left, right, left. Left, right, left. Hai đứa bay đúng là ngốc. Học hoài mà không biết. Hết đất 100 cái. Mau lên. Mau lên. Yes sir. Một, hai, một, hai. Hết bao nhiêu cái rồi hả? 31. Tiếp tục. Tiếp tục hết tiếp đi. Tiếp tục. 21. Tiếp tục. 21. Nè, mở lên đi, hết đi. Cốc nhảy. Mở lên, nhảy đi. Cốc nhảy. Mở lên. Cốc nhảy. Cốc nhảy. Cốc nhảy. Mở lên. Mở lên. Cốc nhảy. Mở lên. Cốc mở lên. Ba mươi hai, ba mươi ba. Thưa thị trường. Dạ. Tù thị trường. Yes sir. Trường Gia Huy. Yes sir. Giết cô bé nhiều thôi. Lần sau giết tiếp. Có thiệt không đây? Nè, ai giết cho mày vậy? Con đào của mày hả? Là thằng Đậu. Thằng Đậu? Thằng chết bầm này cũng tốt quá ha. Đương nhiên, tao bị nó giết mà. Nói ra mới nói nha. Sao tới bây giờ không ai tới thăm mày vậy? Chê, sao mày biết không có ai tới thăm? Wow, tao chung khám với mày mà. Ai cũng biết, mày là lão già độc cư đó. Mày mới là lão già độc cư đó. Làm ông già Noel đi phát quà đi, đồ phiền phức. Nè, cho mày tới đây đi đấy. Gì đây? Ráng chờ đi. Tao gấp đó. Sao đây hả? Có phát hàng. 101 cái. Để ca uống miếng trà đi. Được. Quỳ, tụi bay có tin là tao đoán được trong trái cam này có mấy muối không? Có cơm thì ăn đi, cứ lồ nổi láo không à. Nổi láo hả? Tao cá với mày. Cá cái gì đây? Lột ra thì mày biết, trong trái cam này tất cả là 13 muối. Nếu không tin, cá dĩ đoạn trên bàn. Chín, mười, mười một, mười hai, mười ba. Đúng là 13 muối đó. Nè, mày đoán hay quá vậy. Hên xui thôi mà, tao không có sáo đâu. Tao múc tiếp. Được. Hãy đưa bay ngồi ở đây. Cảm ơn. Nghe nói tụi bay thấy được ở trong trái cam có bao nhiêu muối hả? Tôi đoán đại thôi. Đoán đại thôi. Vậy đoán coi. Sợ cái gì chứ đoán coi.
Nếu đúng tôi lấy hai đứa thuốc nha. Ok, được. Mười hai muối. Mười hai muối. Mười. Mười một. Mười hai. Ủa? Đúng thiệt ha. Quê, hồi nãy thấy tướng mày không phải đoán đâu nha. Hai điếu đi. Không được đồn ra ngoài nha. Có biết không hả? Quê, tại sao mày đoán được? Đừng có lo hút mà. Tại sao mày lại có thể thấy được vậy hả? 20 đồng một cái, 100 đồng 7 cái. Thư bao đổi. Anh thì thấy ghét quá đi. Hả? Sao giống Chi Chi vậy? Sao đi chung với BC? Bí mật, coi chừng tiệm. Được. Ê, Chi Chi à? Thầy, thầy. Mày chết rồi, lo đi dạo phố hả? Gọi mày đi thăm anh Quy mày không có trả lời. Không rảnh. Thì ra đi với thằng khác. Mày cắm miệng. Mày nói gì đây? Không mắc mớ tới mày. Cái gì không mắc mớ tới tao? Anh Quy là anh em của tao. Bây giờ mày ôm đầu của anh tức là có quan hệ tới tao. Chị Chi, mình đi về. Đi về, quay ra. Anh cũng ra đi. Tao cho mày thêm một cơ hội đi gặp anh Quy đi. Quay ra, quay ra, quay ra, quay ra. Để lộn phải không? Đi, 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 đi. Đi mày. Đùi cái. Chết mày, chết mày. Chết mày ra tao hả? Chết của mày. Đi nè. Chết đi nè. Quay ra mày. Chạy ra, anh Quy. Quay ra, đi. Quay ra, quay ra. Đánh lộn phải không? Đại ca, đại ca, đại ca. Đánh đi. Anh tới đúng lúc. Chuyện gì? Thằng khốn nạn này nó cua đào của bạn em. Cái gì? Nó cua đào của bạn em đó. Mày cua đạo của bạn có phải không? Không phải đâu đại ca. Là nó đó. Bạn cho em đó, em đâu biết đạo của thằng mày. Mày còn dám nói không hả mày? Mày, mày có nói gì đây? Đừng có ồn nữa. Mày đó nha. Có phải nó cua mày hay không? Phải, ảnh của tôi cũng thích ảnh. Vậy thì sao đây? Bây giờ tôi đâu có phải là đạo của anh Quy. Vậy đâu có phải là đạo của bạn được, đừng có ồn, đừng có ồn nữa. Nói lại nghe coi. Mày thì khốn nạn. Đừng có động tay chân nữa, nói nghe coi. Nó muốn cua em, cua không được, cho nên mới sanh sự mà thôi. Không phải đâu đại ca, nghe em nói đi. Mày câm miệng lại đi có được không? Nghe em nói, điện thoại của ai treo vậy? Là của anh đó. Ừ, phải. Của anh đó. Alo. Tới ngay. Dòm gì, dòm gì. Trở vô coi chừng tiệm đi. Có bê mập coi chừng tiệm rồi. Mày nói cái gì? Vậy mày có cần coi không? Mày làm gì vậy? Không phải đâu, đại ca à, đại ca. Hoàng đi vô đi, có được không? Đại ca, tụi em đi nha. Nè qua bển thôi, mình đổi đi cháu. Thằng đầu thầy Quy à, Quy. Sao cháu đen quá vậy? Giàn nắng nhiều hả? Đâu phải, chắc trẻ hơn nhiều. Đương nhiên, bây giờ 1 chọi 10 cũng được á. Ây da, cháu hầm đánh lộn dữ vậy sao? Nội ai cũng nói chơi mà. Nội chơi cũng đừng có nói vậy. Vài tháng nữa anh sẽ được ra tù. Đường xá xa xôi, đừng có vô thăm anh nữa. Nguy hiểm lắm đó, có biết không? Anh hai trong này có ai ăn hiếp anh không vậy? Không có. Không có ai ăn hiếp em. Anh không để cho người ta ăn hiếp anh. Và không cho ai ăn hiếp em. Anh Quy, anh dòm gì vậy? Chi Chi có đi không? Sao không bị nó vô thăm tao? Đừng có nhắc tới con quỷ cái đó nữa. Chuyện gì? Nó cặp với thằng PC. Cái gì? Tụi nó trắng trợn ra vào thương trường. Rõ ràng là coi mình không có ra gì hết. Cái thằng khốn nạn, tao là đường tao cũng chém nó làm 10 khúc. Tao không phải là người mà. Yên lặng đi. Ông Quỳ à, cháu đừng có hù bà nội mà. Thằng đầu à, ai là chứ chị vậy? Còn nữa, ở ngoài bí mật về mày lại lẹ chút đi. Đừng có để người ta khi dễ đó biết không hả? Anh yên tâm, chuyện này tụi em nhất định sẽ ra mặt trên. Tụi em sẽ dàn xếp chuyện này cho anh mà. Quỳ. Con quỷ cái. Đá đít tao hả? Thằng khốn nạn BC cua ghệ của tao. Tao mà ra được, tao chém thành muôn mảnh luôn. Dám giật ghế của tao, dám đá đít tao. Được khốn nạn. Quay của mày nè. Chuyện gì đây? Không có gì. Đồ này có 22301. Nè, lấm quần áo lên. Bị gái đá đít là rỡm rồi. Đừng có đổi quà qua đây nha. Mày lặp lại một lần nữa coi. Mày bị gái đá đít. Con mẹ mày nói gì đây hả? Chết đi mày, chết mẹ mày đi nè, đập đi, đập nó, chết đi, đập nó đi, đập nó, đập chết mẹ đi, chết nó, chết mẹ đi, chết nó, chết nó đi, chết nó,
đây nè, dừng tay, dừng tay lại, dừng tay, chạy mau, chạy mau, chạy, chết mẹ mày đi ra, chết đi mày, chết mẹ mày đi ra, chạy, quậy, chết đi, chém nó, chém nó, chém nó, chém đi, đứng lại, chết đi mày, chết chết à, chết mẹ, dừng tay đi, dừng tay, quậy, dừng tay, quậy, dừng tay, chết đi nè, chết đi, chết đi, chạy mau qua đây, đứng lại, đứng lại, đứng lại, chạy đi. Thằng khốn nạn giật đào của thằng Quy, bước ra đi. Quá, quá, quá. Đánh lại tao hả? Chết mẹ mày đi nè. Chết đi, quá, chết đi. Dừng tay, dừng tay, dừng tay, dừng tay, dừng tay, chết đi. Ngồi xuống, nằm xuống, nằm xuống, ngồi xuống. Dừng tay lại, dừng tay đi. Còn đá, nằm yên, nằm yên, nằm yên, nằm yên. Đánh chết không chịu sửa đổi. Đưa nó vào khám đi. Hai hai ba không hai. Có phải anh Công Phục hay không? Có biết tại sao nhốt anh vô khám không? Tao biết chứ. Tao đánh lộn mà. Thằng Trường gì thằng Quỷ thì sao? Nó cũng đánh lộn vậy. Sao thấy nó bị nhốt điên đi? Tao phạt người ta như thế nào không cần mày can thiệp vô. Sếp à, nó xong rồi hả? Vậy tôi vô khám nha. Theo đại ca, nghe lệnh đại ca, học làm đại ca, giỏi hơn đại ca, không nhờ đại ca, phải học làm đại ca. Trời mưa gió tới thăm tù. Ở đâu? Dưới kia kìa. Bà nội. Bà nội. Quỷ, quỷ, anh Long, quỷ, quỷ, đi mày. Điều hồn á. Ê Quỷ, Quỷ à, Long à. Sao rồi, mày không sao chứ? Không hay. Tao không sao. Đi như là không. Chỗ này sạch sẽ mát yên tĩnh nữa. Coi kìa, cảnh đẹp kia không? Đúng ha, tốt lắm chứ. Give me five, give me five, give me five, give me five, give me five. Đồ thằng nhóc con. Give me five. Mua, dĩ cầu cứ chút xíu làm sao mà ăn đủ. Đồ mắc dịch. Nè thằng Quy à, mày ăn cơm trong này quen rồi mà, vậy mà còn chê ít hả? Nói bậy bạ. Chỉ là không ăn, không ăn, nhưng cũng phải ăn. Mày nói cái gì đây? Nghĩ cho kỹ rồi mới nói đi. Mày đâu có ăn học, đương nhiên đâu có hiểu người có văn hóa nói chuyện. Quy, mày ăn cơm nhỏ tiếng một chút không được hả? Tao tưởng nó ăn cơm chung với heo đó. Mày mới là heo đó. Tới giờ tản bộ. Long à. Chuyện gì? Mày không gì chứ? Bộ có tâm sự hả? Sao tướng của mày buồn vậy? Đừng có giỡn nha. Có chuyện này tao không biết là có nên nói cho mày biết không đây?
Có chuyện gì nói ra nghe đi. Mấy ngày nay trời mưa đó. Phải rồi sao? Tao thấy bà nội của mày dầm mưa cũng tới thăm mày đó nha. Thì phải rồi, người già là hết thuốc chữa mà. Mưa lớn vậy mà cũng đi thăm nữa, tưởng là được thưởng hay sao? Đúng là khờ. Đừng nói chuyện ta nữa, tối ngày nói chuyện của tao hoài. Nói chuyện của mày đi. Tao có gì đáng nói đây chứ? Mày mới lại có nhiều chuyện nói đó. Thí dụ như mày vô đây bao lâu rồi? Không ai tới thăm mày hết. Chê, không có người nhà thì cũng có ai thăm thôi. Đâu phải, còn BC. Đừng có nhắc nó nữa. Nói cũng đúng, cái thằng khốn nạn đó, nó vì con ghẻ của tao mà. Trước kia mày như là con chó để bảo vệ cho nó, nó đâu có lý nào không vô thăm mày. Đã kêu mày đừng nhắc nó nữa mà. Được rồi, không nhắc. Hay nói chuyện nhà của mày đi. Chết hết rồi. Uầy. Thì không nói người nhà của mày thì nói mày đi. Nói cái gì, đâu có gì để nói. Lâu nay tao thấy mày chỉ biết đánh lộn thôi, không biết cua gái, không uống cà phê, không uống rượu, lại không chơi quảnh thù tì. Có phải đối với con gái mày không hứng không? Mày nói gì đây? Tao nghĩ chắc là mày không được rồi. Không được cả. Nè, đứng lại. Mày nói tao không được cả. Cũng có mày ra nè. Nè, hai đứa làm gì đó? Làm gì ôm đầu ôm đít hả? Dạ, xin lỗi sếp. Dạ, xin lỗi. Xin lỗi sếp. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi sếp nha. Nè, tối nay mày tự lo cho mày đi nha. Tao chỉ sợ mày không được thôi. Không được hả? Hai người qua bển, ngồi xuống đi. Sếp Hoàng. Sếp Hoàng bị nhốt trong khám riêng cả tháng, rốt cuộc cũng được thả rồi hả? Còn nhốt nữa chúng tôi sẽ bị nổi móc đó. Có biết tại sao nhốt tụi bay vào khám riêng không? Tại chúng tôi đánh lộn đó mà. Cũng là một trong những nguyên nhân. Bây giờ thằng quỷ đó còn nằm trong nhà thương, nếu không nhốt riêng tụi bay thì tính mạng tụi bay nguy hiểm đó. Tuy sếp Trương hơi dữ, gương mặt lầm lì, nhưng mà cũng không phải độc ác. Hai đứa bay đừng sanh sự nữa, hợp tác đi. Này sếp à, là tụi nó sanh sự trước thôi. Người ta sanh sự trước thì tụi bay phải đánh hay sao hả? Tại sao người ta sanh sự tụi bay? Vì người ta muốn tụi bay phản ứng thôi. Nếu mà tụi bay không phản ứng thì họ cũng cảm thấy chán mà. Tao đã từng nói với hai đứa rồi là phải nhịn nhục. Luôn cả nhịn cũng nhịn không được thì hai đứa bay làm gì được chứ? Chuyện gì tôi cũng làm được, tại sếp không biết thôi. Vậy tao không học hành, mày có được không? Làm người có được không? Hả? Làm du côn cũng không được mà. Tôi có gì không được đây? Nếu như mày được thì mày cần gì phải vô đây? Đâu cần phải mặc đồ thiếu sinh quân qua què chứ hả? Đã làm đại ca bên ngoài rồi. Còn có gì nói nữa không? Có gì cãi nữa không? Vô đây không phải là để nghỉ phép đâu, là bởi vì tụi bay phạm pháp, là tụi bay thất bại mới vô đây thôi. Đã làm người mười mấy năm rồi, có tự hỏi mình có cái gì giỏi không? Có làm ra cái gì không? Đi học có được hạng nhất không? Nói về vẽ tranh đi, có ai khen mày vẽ đẹp không? Và có được chia tiền quê hồng hay chưa hả? Nhìn tướng hai đứa bay thử 3 tháng cũng chưa qua được mà. Nếu như còn không biết nên thân hả, tương lai sẽ thất bại dài dài. Đừng để người ta coi thường. Sếp Quan, 22301 có người tới thăm. Có người tới thăm tôi? Đúng vậy ba mày. Sao mày nói chết hết rồi? Đi, mới từ phòng riêng được thả ra, coi như may mắn rồi. Đi ra đoàn tụ đi. Sếp Hoàng, tôi có chuyện này muốn nhờ ông giúp tôi. Muốn đổi khám phải không? Tao sẽ an bài, nhưng mà không bảo đảm nha, mấy khám khác đầy người hết rồi. Không phải, tôi muốn gặp bà nội và Trinh và họ bạn của tôi. Họ có vô thăm mày, nhưng mà mày phạm tội cho nên không cho thăm thôi. Tôi biết. Để tao báo với họ giùm mày. Bà của mày tên gì? Trịnh Gia Hậu. Biệt hiệu? Thang Đậu.
Về hồi nào vậy? Mấy hôm trước. Nghe má con nói con ở trong này. Lần trước mình gặp mặt, tới nay có 2 năm rồi hả? Hình như là Tết của năm ngoái đó. Chừng nào xuống tàu nữa? Ba không có xuống tàu lâu rồi, đã mấy chục tuổi. Má con bây giờ đang có chuyện. Má con có chuyện gì? Con vào đây mấy ngày, có lẽ bà quá cực nhọc, bị trợt ở ngoài chợ nên cuối xương sống bị thương. Bà cứ đòi tới thăm con, nhưng bà đi không được, làm sao vô thăm đi? Tôi còn nhớ lúc bà tới bảo lãnh cho tôi, bà chửi tôi không ngừng nữa mà. Sao ông không chửi tôi gì? Là con người, có ai mà không sai lầm. Tuy ngoài miệng má của con chỉ biết chửi con, nếu bà không thương con thì bà không có chửi đâu. Bà. Cái gì? Không gì. Cái tay sao vậy? Bố đánh lộn hả? Không gì. Sau này đừng có đánh lộn nữa nha. Đánh người ta bị thương thì không nên. Người ta đánh con bị thương thì ba thấy đau lòng. Dạ biết rồi. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi. Cứu tôi với. Cứu tôi. Bà hai. Bà hai. Bà hai. Nghe. Nếu cái khám này còn xảy ra chuyện gì nữa, không cần biết ai đúng ai sai, tất cả nhốt vào phòng riêng 1 tháng, không có phúc lợi. Giải tán. Sao hả lão đại? Mày không nghe con chó nói hay sao? Thiếu gì thời gian, cần gì phải gấp. Ngủ đi. Cảm ơn sếp. Quỳ, mày làm gì đi? Không muốn ăn hả? Không phải, tao đã hứa là bắt đầu hôm nay tao sẽ ăn chay. Đồ khờ, bà nội mày không sao đâu. Ăn đi. Quay nè. Quay nè. Con sắp được thả rồi. Đúng vậy, để sắp về nhà. Con có tính toán gì không? Quá.
left, left, right, left, right, left, 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 right, left. Đi qua, 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 đi left, right, left. Xếp đúng là thành công. Thẻ trắng là nó đẹp. Qua đây, 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 làm gì, làm gì, làm gì đây. Left, right, left. Xếp trường. Left, xếp quang. Tục kiếm trường dự quỳ 22033. Left, left, right, left. Ê, hey, qua đây, 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 tôi đâu có phạm tội. Đứng thẳng. Nghiêm, bên trái quay. Đằng trước, bước. Bên trái quay. Sếp Hoàng. Sếp Trường, cảm ơn nha. Không có gì. Sếp Hoàng à, tôi đâu có phạm tội gì. Lần này vào phòng riêng, không mắc mớ tới mày, là do tao quyết định. Tao muốn đem mày vào đây để quan sát vài ngày. Không phải bà nội của em chết chứ? Nội mày không sao, tạm thời phải lưu lại ở bệnh viện thôi. Nhưng mà bọn bay Trịnh Gia Hào và Tham Đầu tuần trước bị người ta chém ngoài đường, cứu không được. Đừng nói chơi với em mà, sếp Hoàng. Tham Đầu không có chết yểu gì đâu. Đáng lẽ nó có thể sống dài lắm. Tao có nghe nói nó phải chịu cả đêm rồi mới chịu đi. Cái bọn du côn tụi em, bộ không có chuẩn bị tâm lý sẽ bị người ta chém hay sao hả? Đâu có gì ngạc nhiên chứ hả? BC, thằng khốn nạn, quỳ bạch nạn, thằng khốn 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 nạn. Mày mở miệng thì nó có tâm lý chuẩn bị, khi có chuyện thì nó là không có chuẩn bị tâm lý. Có phải là mày nghĩ đại ca mày sau này mãn tù không bao đáy mày hay không? Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nếu như mày mãn tù mà mày không thay đổi số mạng thì cũng giống như Than Đầu thôi. Đồ đạc của nó qua bên đây hết đi. Cẩn thận coi chừng nó. Dễ sư. 22301. Dễ sư. Thu xếp đồ đạc của 22302. Dễ sư. Sư. Cái mà khóa lại. Ngồi dậy, muốn sao đây? Nè, mày đừng nói tao đang ăn hiếp ích. Tao cho mày hai chọn lựa. Một là đánh tay đôi với thằng Quý, ăn thua một gián là xong. Được. Nếu bị thua tao không lên tiếng nữa. Còn nếu thắng, sau này đừng có làm phiền tao và thằng Quy. Được. Quy luật không có được đánh mặt, không được đánh thằng em. Hai đứa bay vào cầu tiêu đánh đi. Cần chi phải vô cầu tiêu?
muốn đánh thì đánh tại chỗ này đi. Được. Quay ra đánh đi, 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 đánh Đánh đi Dừng tay. Đi ngủ đi. Giờ làm cái gì đây? Có phải muốn nằm bệnh viện như thằng Long hay không vậy? Mày nói gì? Thằng Long vô bệnh viện. Mày muốn biết thì đi hỏi nó đi. Ê, là mày đánh nó hả? Mày nói chuyện với tao mà lớn tiếng như vậy đó hả? Có gan thì đánh tay đôi với tao đi. Giờ cái tướng của mày là biết. Cái đồ nhát gan. Sao? Mày muốn chết hả? Nè, mày muốn chết hả? Mày chết đi. Mày đánh tao hả? To gan. Mày chết đi. Chết đi. Đồ khốn nạn. Dám đánh tao hả? Mày dám đánh tao. Thằng khốn nạn. Mày chết đi. Chết đi. Chết đi. Khốn nạn. Chết đi. Chết đi. Mày chết đi. Dám đánh tao hả? Mày. Con bà đó. Chết đi. Khốn nạn. Chết đi. Mày chết đi. Chết đi. Giờ mày chết đi. Đánh tao hả? Mày. Chết đi. Con bà đó. Dám đánh tao hả? Chết đi. Dám đánh tao. Mày to gan. Tao đập cho biết. Tao đập nè. Đập mày. Chết đi. Chết đi. Đừng bực dịch. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Quỳ. Nè. Chết đi. Tay. Dừng lại. Dừng tay lại. Quỳ. Đánh tao hả? Chết đi. Quỳ. Mẹ đó. Chết đi. Khốn nạn. Chết đi. Chết đi. Thật khốn nạn. Chết đi. Chết đi. Đồ mắc dịch. Chết đi. Chết đi. Đồ mắc dịch. Chết đi. Chết mày chết nè. Dám lên tờ hả? Chết mày chết nè. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Mẹ đó. Mày chết đi. Chết đi. Chết đi. Wait a minute.
dừng tay, dừng tay, dừng tay, dừng tay. Bỏ xuống, bỏ xuống, bỏ cây xuống, bỏ xuống. Cô giỏi thì làm đi. Cô nghe thì đập tôi đi. Đập đi. Cắm miệng. Đừng qua đây nha. Đừng qua đây. Nè, buông ra, buông ra. Đừng có làm ẩu nha, buông ra. Đừng qua đây, đừng bước qua đây. Ai cũng khi dễ thôi. Coi tôi là con rùa. Tao coi mày là con rùa hồi nào? Tao không có hề nói vậy mà. Tao biết mày đã gần một năm rồi. Mày thì lại khiến tao thất vọng đó. Tao từng nói với mày, làm người đừng để cho người ta khi dễ. Tại sao phải để người ta khi dễ chứ? Chính vì bị người ta khi dễ mới vô đây thôi. Mày còn có thể chọn lựa lại mà. Mày mới có 18 tuổi thôi. Mày còn muốn cho người ta khi dễ mày tới chừng nào nữa? Nếu mày cứ muốn để cho người ta khi dễ thì tao cũng hết cách thôi. Mày đâm đi. Đâm vô rồi mày sẽ là người hay nhất đó. Không có ai ăn hiếp mày nữa đâu. Mày dám đâm vô thì hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu nội của mày ở bệnh viện tỉnh lại và hỏi tao thằng Huy có ở đây không, tao trả lời sau đây. Nếu mà xảy ra chuyện gì, chắc chắn là ở thêm 10 năm, 20 năm. Đừng nói nữa. Hay đừng là nói nữa. Đừng nói nữa. Mày đoán coi bà nội mày có chờ được hay không. Tao cho mày thêm 3 phút nữa. Không được. Sếp Trường, tin tôi đi. Bây giờ tao cho mày 3 phút. Mày phải bình tĩnh lại để quyết định tương lai sau này của mày. Được. Bây giờ tao cho mày 3 phút. 3 phút sau phải thả nó ra. Nếu như không, tao không khách sáo với mày đâu. Mày có gan thì buông tao ra đánh tiếp. Buông tao ra đi. Đánh tiếp. Qua đây. Tôi đã hứa cho tôi 3 phút rồi. Nhưng mà bây giờ nó kìa, anh thấy đi. Mẹ đường. Mẹ mày. Cứ để cho nó hả giận đi. Còn hơn là có người chết. Mày nhận sai chưa? Tao bắt mày phải nhận lỗi. Nhận lỗi đi. Đưa vào bệnh viện. Sáng mai có bác sĩ tới coi đó. Yes sir. Long. Long à, thức dậy đi. Thằng Quý, sao tới nông nỗi này vậy mày? Là tao nè. Tao cố tình vô đây cho mày biết. Tao đập cái thằng Trường vô bệnh viện luôn rồi. Mày không sao chứ? Không sao. Mình đánh lộn từ nhỏ tới lớn mà. Đánh không chết thì đâu có sao chứ. Trở ra ngoài đánh tiếp thôi. Anh à, mày lại đánh lộn nữa hả? Nếu mày còn đánh lộn nữa, nội của mày không được thăm mày đâu. Ê, mày có biết không, trước kia tao đâu có cảm thấy bà nội của tao già như vậy. Từ cái lần trước bà tới thăm tao, tao mới cảm thấy là bà đã già lắm rồi. Nếu tao biết vậy, tao đã kêu bà già hộ gia lâu rồi.
Nhưng bà nội của tao, nếu bị chọc tức thêm vài lần nữa, xứ cái gì cũng vô dụng mà. Má của tao thường nói là xanh cục xá xíu, còn tốt là xanh tàu đó. Cho nên mày phơi đen thui giống như là cục than hầm chứ gì. Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại, tao cũng là cục xá xíu thôi. Mày cũng có hiếu thiệt. Mày nghĩ thử đi, tao làm được cái gì? Hai vị đại ca, sao hả? Ê, sếp Hoàng, sếp Hoàng. Không đừng có sao, chúng tôi cũng vậy thôi. Hai đứa khỉ tụi bay quay phong rồi hả? Thằng Trường và thằng Quỷ này, ba bị chết, còn mẹ thì bỏ nhà ra đi. Còn mày thì ba của mày bất hòa với má mày, từ nhỏ đã kết thâm giao với lại gia đình phạm tội, vào đây cũng có thể tha lỗi. Có biết thằng Trường bị tội gì không? Nó còn gân hơn tụi bay đó. Nó chém ba của nó 9 lần. Cái gì? Cái loại cặn bã này đáng đánh chứ hả? Đáng đánh. Bất hiếu hả? Bất hiếu. Ông già của thằng Trường mê cờ bạc rượu chè đĩ điếm và ép mẹ của nó nhảy lầu tự tử, đồng thời đem con gái của ổng đưa cho mấy thằng cho vay để bồi thường. Thằng Trường vì cứu em gái nó giết chết ông già. Mày nghĩ sao? Mày nghĩ sao hả? Vô đi. Chào sếp. Ngồi đi. Ê, không phải chỗ đó, là chỗ này. Ông trời có mắt, ông trời có mắt, ngày mai bớt một người rồi. Sếp à, tôi đã phải là phiền lắm, sao sếp nói vậy chứ? Ngày nào cũng có người vô tù, mày được ra tù dù sao cũng bớt một chuyện làm mà. Vậy cũng đúng. Nói cho mày biết nha, nhân viên cảm hóa bên ngoài nghiêm ngặt hơn tao nhiều, không có dễ nói chuyện như tao với mày đâu. Mày phải tự lo liệu đó, ông có thể đưa mày trở vô tù bất cứ lúc nào. Tôi có vô dụng vậy không? Mày nói chuyện với ổng, đừng có giống như nói với tao nha. Cũng đúng, tôi đâu có biết ai quá đảng như sếp. Trở ra ngoài muốn làm gì? Đương nhiên là dẫn bà nội đi ăn bữa nô nê. Há cảo xíu mại, đùi gà đùi ngỗng, cái gì cũng kêu ra hết. Hả? Hoàng hồn hả? Được tu sửa lại hoàn toàn khác hẳn ha. Nếu ai cũng giống như mày, sau khi vào tù thì biết sửa đổi, thì tao được rảnh rang đó. Nhớ kỹ, đừng để người ta khi dễ. Ra ngoài có nhiều việc có thể làm mà. Đừng có bán CD giả nữa nha, mà còn là cái loại coi không được nữa kìa. Hai hai ba không hai Trương Gia Huy. Yes sir. Trước khi ra ngoài, hãy trả lời một câu hỏi quan trọng. Yes sir. Thật ra làm sao mày thấy được trong trái cam có bao nhiêu muối vậy hả? Sếp muốn biết hả? Đưa trái cam đây tôi chỉ cho. Nè. Là vậy nè, trên đầu trái cam là có cái cuốn, ngắt bỏ cái cuốn đi. Tại sao trái cam lại vậy hả? Sếp coi nè, trên cái cuốn này có mấy đường gân, bẻ gãy cuốn thì thấy được liền mà. Mấy cái đường gân này giống như là cái túi của bác Bảo đinh đang vậy. Trong này có rất nhiều muối. Sếp coi theo cái đường gân này thì có thể đếm ra được bên trong có bao nhiêu muối. Thật ra đơn giản ghê lắm, bây giờ hiểu rồi chứ? Một, hai, một, hai, một, hai, một, hai, một, hai, một, hai, một. Hai, hai, ba, không hai, đứng thẳng. Nghiêm. Lẹp, rai, lẹp. Ngày nào chưa bước ra khỏi cái cổng này, anh vẫn nghe lệnh của tôi, hiểu chưa? Lẹp, rai, lẹp. Yes, sir. Anh phải chạy bộ từ đây ra tới cửa ngoài. Tôi không muốn sau này gặp mặt anh ở đây nữa. Sau khi ra tới cửa, cấm không được quay đầu lại nhìn. Xui xẻo lắm đó. Thank you sir. 22302. Đằng sau. Quay. Phía trước. Bước. Bước. Left. Left. Right. Left. Left. Right. Left. 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 Right. Left. Left.
lip, ray, lip, 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 ray, lip. Quay à? Bà nội. Quay. Bà nội. Ngà. Bà nội. Bà nội. Bà nội. Hoàng, Hoàng. Bà nội. Hoàng, theo nội về nhà đi. Mình về nhà. Bà nội. Ngoan, 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 ngoan. Đừng có khóc nữa nha. Anh đừng có khóc nữa nha. À, con ngoan, con ngoan. Ngoan, 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 ngoan. Nội à, mình đi chợ. À đây. Cần con cá này giùm tôi đây. Ông chủ à. Ông chủ bán cá. Ê, đại ca xem. Lạnh hả? À, anh mua con cá này hả? Đúng vậy. Lão đại à, tôi là Quy nè. Nhận ra tôi không? Tôi là Quy nè. Là thằng Quy đó. Thằng Quý. Phải. Mày ra tù rồi sao? Phải. Đại ca, sao anh đứng ở đây bán cá vậy? Bộ đổi nghề rồi hả? Gì? Bộ bây giờ đại ca đổi nghề rồi hả? Bây giờ như xưa không có được nữa đâu. Bây giờ thì hết đường để chọn. Chỗ nào cũng có chỗ hết rồi. Tôi đừng có nói chuyện này nữa. Tao tặng con cá cho mày ăn nha. Ăn con cá lưỡi trâu này đi. Thằng đầu. Mày ngon lắm. Bác gái à, cháu về nha. Cứu tôi. Cô gái, cô chạy. Cô gái, cô chạy nha. Cứu tôi. Anh đánh tôi. Anh Quy. Anh Quy. Em nhớ anh lắm, anh cho tù rồi hả? Bị gì, anh đánh em. Con quỷ cái, mày nói gì đây hả? Mày biết tao ra tù rồi muốn chém mấy thằng chính cút con đi hả? Anh Quy, đừng chết chưa. Có phải mày giết thằng đầu không? Anh Quy, không phải đâu á, không phải đâu á. Không phải đâu, không phải tôi nha. Thằng đầu không phải do tôi giết đâu á. Anh Quy, đừng có hiểu lầm, tha cho tôi đi. Đừng có hiểu lầm nha. Anh Quy, tôi không có giết thằng đầu đâu á. Mày có làm hay không cũng không sao. Nhìn cái tướng của mày bây giờ còn thê thảm hơn chết đó. Anh Quy. Đến rồi. Thời gian trong lòng tâm nội, nội tạo ra nhiều thương hại. Trời suy nghĩ đàm thui đắng, thiên sản động đi ngoài. Cố phiêu phò trong nhân hải, ai đó thế sự biến cải. Giả hư thế gian nhiệt sôi, sao vĩnh hằng đi ngoài.